OK, hôm nay là một cái buổi hướng dẫn cái phân tích cơ bản dành cho những cái nhà giao dịch mới, thậm chí cũng như là những cái nhà giao dịch cũ á, nhiều khi là cũng chưa có biết cách phân tích cơ bản như thế nào cho nó đúng chuẩn. Bình thường họ có chỉ có thể là xem những cái chỉ báo hoặc là phân tích về right option về kỹ thuật để mà quyết định mình vào lệnh. Nhưng mà chúng ta là còn có những cái phân tích cơ bản hay là phân tích về tâm lý nhà tâm lý thị trường. Thì hôm nay thì Kiều sẽ chia sẻ hướng dẫn những cái phân tích cơ bản dành cho những cái nhà giao dịch ha. Thì OK, thì chờ chút xíu nữa, khoảng tầm 5 phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu học tối nay. Thực sự là kiến thức về thị trường forex rất là nhiều, thậm chí thì thấy nó rất là nhiều luôn. Mình vừa phải là học những cái kiến thức về right option, rồi những chỉ báo, rồi về tâm lý nhà giao dịch. Đó, mình phải học những cái cách để mà mình khắc phục những cái tâm lý, rồi học về cách quản lý vốn, à luyện tập về quản lý vốn, rồi đó. Nói chung là thật sự là cái forex này giống như là một cái bể kiến thức luôn, cho nên là đến bây giờ thật sự là Kiều thấy là Kiều vẫn còn, có nghĩa là cảm giác như mình vẫn còn thiếu 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 kiến thức, mình cảm giác là mình chưa bao giờ đủ hết, cho nên là Kiều mỗi lần mà rảnh thời gian mà cái ngày mà không giao dịch á, ví dụ như là ngày thứ bảy và chủ nhật, thì Kiều sẽ là đọc thêm kiến thức cũng như là mình sẽ review lại những cái lệnh của mình từng vừa rồi, lệnh nào thắng, lệnh nào thua. Xem là cách vào lệnh mình đã đúng chưa, rồi học thêm những kiến thức mới về giao dịch, cũng như là mình sẽ ôn lại những kiến thức cũ, kiến thức nào mà mình cứ nhai đi nhai tới lại thì nó nằm trong đầu của mình luôn, giống như câu nói của Lý Tiểu Long, huyền thoại Lý Tiểu Long cũng vậy, tôi không sợ một người học 1.000 cú đá khác nhau, tôi chỉ sợ là một người luyện một cú đá 1.000 lần. Đó. Cho nên là cho dù là bạn muốn giỏi bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, bạn phải luyện thực hành nó mỗi ngày mỗi giờ, thì forex cũng vậy, chúng ta phải thực hành nhiều, chúng ta luyện tập nhiều, chúng ta đọc nhiều. Đó. Thì càng ngày cái level của chúng ta chắc chắn thôi, nó phải nâng cao thôi, chứ không thể nào mà như ban đầu được, nó càng ngày nó càng nâng cao lên thì chúng ta sẽ là cái kết quả của ta cũng sẽ càng ngày nó càng tốt hơn. Chứ không thể nào mới bắt đầu chơi mà chúng ta có một cái lợi nhuận tốt được hoặc là đều được. Có thể là chúng ta mới bắt đầu chơi chúng ta có lợi nhuận đó, nhưng mà cái đều mới là cái quan trọng, cái ổn định mới là cái mà quyết định ở trong cái thị trường này. Cho nên là tại sao là chúng ta phải nâng thêm kiến thức và chúng ta thực hành mỗi ngày. Đó. Thì các bạn biết là những cái doanh thủ, những cái những cái nhà vận động viên nổi tiếng thế giới như là Ronaldo, Cristiano Ronaldo này, rồi Rafa Nadal, rồi Tiger Woods, rồi họ lúc nào họ cũng bay vào luyện tập hết, có nghĩa là họ đam mê, rồi nhưng đam mê và cũng có một chút năng khiếu bản năng sở trường, nhưng mà quan trọng là họ luyện tập, họ mình vừa có cái tố chất của cái lĩnh vực mình yêu thích, và cái thứ hai mình phải luyện tập nữa thì mình mới 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 đạt được cái đỉnh cao, mới là chuyên gia master trong một cái nghề nào mà mình theo lựa chọn. Thì thật sự là kiểu là full time luôn, full time cái forex này là khoảng là hơn 3 năm rồi, 4 năm rồi. Ngoài forex ra là kiểu có thể là đầu tư một vài cái dự án cái thị trường tài chính nào khác, nhưng mà cái forex vẫn là gọi là thực sự nó là cái nghề, nó chiếm hết cái tâm trí của Kiều cũng như là Kiều tập trung vào nó tối đa, tại vì Kiều 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 trân trọng nó và Kiều xem nó là một cái nghề, và một cái nghề thì mình phải học học đầy đủ, và mình phải thực hành nhiều, cái thực hành nhiều mới là cái quan trọng, mình học rồi mình phải thực hành, là mình đã
thực hành và mình đã đúng những cái gì mình đã học chưa. Đó. Thì ok, thì trước khi vào học thì Kiều có cái chia sẻ những cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm vào đời của mình. Thì thật sự là thị trường Forex thì nó cũng có nhiều cái nguồn thu nhập, nếu thật sự là bạn tập trung và bạn nghiêm túc vào nó thì bạn nó có nhiều nguồn thu nhập lắm. Và nó là một cái giống như là cái nghề lâu dài của bạn luôn. Và cái thị trường Forex này sẽ không bao giờ mà mất đi. Không thể nào mà thế giới mà không dùng tiền tệ được. Đó. Rồi mà không thể nào mà hai đồng tiền nó bằng giá với nhau. Không thể nào đồng đô la mà bằng với đồng euro hoặc là đồng với bằng yên Nhật được, cái tỷ giá của nó không thể bằng nhau được. Với lại không thể nào mà một 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 cặp tiền mà nó cứ sideways mãi được, hoặc là nó cứ đứng ngang được, nó phải đi ra lên động xuống như thế này. Thì đó luôn luôn là chúng ta có rất là nhiều cơ hội để mà kiếm tiền trong thị trường này. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta phải luyện luyện thứ nhất là luyện quản lý vốn là cái đầu tiên. Kiều Kiều thật sự là Kiều nhấn mạnh luôn là phải luyện quản lý vốn đầu tiên, đừng có tập trung phương pháp nhiều quá, phải luyện quản lý vốn đấy. Quản lý vốn mà tốt á thì lúc đó là tâm lý mình mới tốt, mình không bị cảm xúc, mình không bị tham lam, không bị sợ hãi. Thị trường nó đi rồi, chỉ như là nó trong ngày nó cứ đi lên lên xuống xuống mà, nhưng mà mình cứ tập trung thị trường nhiều quá, mình tập trung phương pháp mà suốt ngày mình cứ nhìn thị trường quá, mình rất là dễ bị tâm lý. Mà khi mà mình vào cái khối lượng lớn mà không quản lý vốn tốt á, thì cái tâm lý mình rất là bị dao động luôn. Và khi mà mình đã lỗ trên 30%, lỗ 30, 50 rồi mà đã mắc 30 thì mình phải lấy lại 43% mới quay lại cái số ban đầu. Mình mắc càng nhiều á thì mình phải ăn càng nhiều để mình lấy lại cái số tiền đã mắc ban đầu, cho nên là nó càng khó lấy lại hơn. Cho nên là cái quản lý rủi ro lúc đầu nó cực kỳ quan trọng. Lúc đầu mà bạn sai là coi như là bạn sai một cái quá trình luôn. Các bạn hiểu cái tầm quan trọng quản lý rủi ro chưa? Lúc đầu mà bạn vào lệnh mà khối lượng lớn á, thì dĩ nhiên là chắc chắn là về lâu về dài bạn cũng mất tiền rồi. Cho dù lúc đầu mà bạn có ăn đi chăng nữa thì về lâu về dài bạn cũng mất tiền. Cho nên là mình nên quản lý rủi ro lúc đầu mà tốt á, thì về lâu về dài mình thứ nhất là mình bảo toàn vốn của mình, hoặc là mình mắc cũng ít nữa. Đấy, mình không mình rồi ok, thì Kiều chia sẻ như vậy chúng ta nên học quản lý rủi ro. Rồi hôm nay là chúng ta sẽ học về cái phân tích cơ bản dành cho những nhà giao dịch mới. Thì đây bây giờ là 9:05, để Kiều xem là chúng ta đã vào đầy đủ chưa. Ước gì có nhạc cho sôi động. Cái này là học kỹ thuật. Học kỹ thuật thì có nghĩa học kỹ thuật về thị trường Forex thì kiểu như là nó hơi nghiêm túc, với lại nó hơi khô khan, với lại kiểu không phải là dân dạy mà theo kiểu truyền năng lượng được. Cho nên nghe mấy người mà dạy về về sản phẩm hay là dạy về training sale á thì nghe nó có vẻ rất là năng lượng. Còn mà dạy về kỹ thuật hoặc là những người mà thật sự là kỹ thuật thuần túy luôn á, họ có cách dạy nó đơn giản và cái gì nó cũng nhẹ nhàng hết, không có hùng hùng hổ hổ như là những cái người mà dạy training về sản phẩm hay sale được. Nên là cả nhà nghe thì chắc có lẽ là cũng cố gắng tiếp thu nha. Kiều nói chung là Kiều sẽ cố gắng cải thiện về 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 cái khả năng dạy của mình. Hiện tại là Kiều vừa vừa dạy học nè, vừa cho tín hiệu nè, rồi vừa train nữa, cho nên là sẽ có cái là Kiều biết là Kiều thế mạnh ở cái lĩnh vực nào và hơi yếu lĩnh vực nào, nhưng mà Kiều dạy là dạy từ cái kinh nghiệm của mình. Đó. Thì anh chị em sẽ học từ cái người mà trader thật, có những người dạy đào tạo thôi nhưng mà họ ít trade lắm hoặc là họ không trade luôn, cho nên là cách chia sẻ nó khác với cái người mà trade thật. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ học hướng dẫn phân tích cơ bản dành cho nhà giao dịch mới. Rồi, tiêu đề những nội dung tối nay là giới thiệu 3 phương án phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, phân tích tâm lý. Phân tích cơ bản và các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến cái thị trường, biến động thị trường tiền tệ ha.
Rồi, thì Kiều sẽ hướng dẫn cách sử dụng cái trang web là Forex Factory. Trang web này là nó sẽ có cái lịch về tin tức kinh tế chính trị, kinh tức kinh tế nè. Rồi chúng ta sẽ thực hành phân tích số liệu kinh tế. Ok, thì chúng ta đã biết là sẽ có ba trường phái trên thị trường hiện tại. Để phân tích thị trường thì sẽ có ba trường phái nha. Thứ nhất là chúng ta thường học là phân tích kỹ thuật, nhưng mà chúng ta phải học về phân tích cơ bản và phân tích tâm lý thị trường. Thì hôm nay là chúng ta sẽ học chuyên về cái phân tích cơ bản, còn phân tích kỹ thuật là Kiều cũng đã dạy nhiều cái video rồi và cũng sẽ có những cái chủ đề về phân tích kỹ thuật. Nhưng hôm nay là chúng ta tập trung vào cái phân tích cơ bản thôi. Ok, thì phân tích cơ bản là gì? Phân tích cơ bản á, là phân tích dữ liệu kinh tế và các tin tức để từ đó đưa ra được nhận định về cái sự biến động của giá. Còn phân tích kỹ thuật technical analysis thì các anh chị em đã biết rồi, nó là cái trường phái nghiên cứu sự chuyển động của giá trên đồ thị của một cặp forex nào đó trong một cái khung thời gian nhất định. Là chúng ta mở phần mềm MT4 rồi chúng ta sẽ phân tích nến ha. Rồi chúng ta sẽ biết được, dự đoán được cái xu hướng tương lai của thị trường. Còn phân tích tâm lý là bằng cách quan sát số lượng nhà giao dịch mua hay bán, hoặc bằng cách giao dịch chênh lệch trong các chuyển động mua bán ròng. Phân tích cơ bản thì hiện đang là cái vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là với người mới chơi. Thì họ luôn nghiên cứu về mày mò tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm. Thì khái niệm phân tích cơ bản thì chúng ta sẽ nghiên cứu về gì? Đó là kinh tế thế giới, yếu tố chính trị, yếu tố tài chính, mối quan hệ cũng như là ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại tệ. Nó đòi hỏi là người chơi phải có cái kiến thức về lãi suất nè, tình hình chính trị, động thái của những ngân hàng trung ương. Thì nói chung là nghe có vẻ là hơi phức tạp, thì sáng não thì, nhưng kỳ thực thì việc xác định cung cầu mà thôi, để từ đó là các trader vào lệnh giao dịch dựa trên các chỉ số dự đoán được xu hướng chuyển động của các tỷ giá tiền tệ. Vậy nên là bất cứ sự kiện về kinh tế chính trị nào tác động trực tiếp với tỷ giá ngoại hối đều nằm trong cái phạm vi nghiên cứu xem xét của phân tích về cơ bản. Thì ok, chúng ta sẽ so sánh giữa cái phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật nha. Định nghĩa là phân tích kỹ thuật là sự sử dụng các biến động giá để dự đoán xu hướng trong tương lai. Còn phân tích cơ bản á, là chúng ta sẽ giải thích tác động của các yếu tố cơ bản kinh tế là nguyên nhân của biến động giá trên biểu đồ và yếu tố xác định xu hướng giá trong tương lai. Nguồn dữ liệu á, thì chúng ta sẽ nhìn vào chart ha. Chúng ta vào nhìn biểu đồ giá có là chạc màn hình, chạc MT4 hoặc là trên điện thoại ha. Rồi, còn phân tích cơ bản thì chúng ta sẽ nhìn những cái công bố kinh tế, tin tức, sự kiện trên các trang web về 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 tin tức như là TradingView nè, rồi Forex Factory nè, hoặc là tin tin tức dữ liệu kinh tế nè. Nó có rất nhiều trang tin về nó công bố cái tin tức sự kiện. Tín hiệu vào lệnh thì phân tích kỹ thuật á, nó sẽ là hình thành giá và các tín hiệu chỉ báo kỹ thuật, có nghĩa là nó sẽ tạo nhiều giá, nó sẽ tạo ra cây nến đó, có nghĩa là nó hình thành giá và nó nhiều nến thì nó tạo ra những cái chỉ báo kỹ thuật để gọi là quá mua quá bán hoặc là những cái hỗ trợ kháng cự để chúng ta vào lệnh. Còn cái phân tích cơ bản á, thì chúng ta mua bán khi tài sản ở dưới trên giá trị, có nghĩa là ví dụ như chúng ta thấy được là tin tốt hay tin xấu thì chúng ta xem là nó ở dưới ở trên giá trị để chúng ta mua. Phong cách trader thì đa phần là phân tích kỹ thuật. Họ sẽ là đa phần là trader ngắn hạn trong ngày. Còn những cái người, nhưng mà phân tích kỹ thuật cũng có những người theo cái trường phái là trade dài hạn nha, cũng không hẳn hay là phân tích kỹ thuật cũng là trade ngắn trong ngày đâu. Có những quỹ lớn hoặc là những là trader là không có nhiều thời gian thì họ thường họ chọn là ví dụ chơi swing hoặc là chơi position, có nghĩa là chơi để vài ngày đến vài tuần. Đó. Cho nên là phân tích kỹ thuật là cũng đa dạng trường phái chơi nhé. Rồi phân tích cơ bản, nhưng mà phân tích cơ bản thì thường là trader là chơi theo cái quỹ thế dài hạn. Ví dụ như là họ
nghe tin đồng tin tin non farm đi, tin về phi nông nghiệp hay lãi suất đi, liên quan tới đồng đô la Mỹ, mà nếu mà tin xấu đi thì họ sẽ mua đô dài hạn, họ sẽ để họ sẽ bán đô dài hạn đó. Cho nên là thường là những cái trader mà hay phân tích cơ bản thường họ 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 để cái vị thế dài hạn ha, thời hạn đầu tư, cái vị thế được giữ là trong vài ngày, vài giờ, vài phút, vài giây. Còn là phân tích cơ bản thì là vị thế được giữ trong vài ngày, vài tuần, vài tháng, có nghĩa là nó sẽ dài hơn là phân tích kỹ thuật. Và khái niệm chính á, thì phân tích kỹ thuật nó sẽ là theo những cái lý thuyết Dow nè, những cái vùng hỗ trợ và kháng cự, rồi các mô hình giá. Còn mà phân tích cơ bản á, thì là so sánh các số liệu kinh tế thực tế với các thông tin được dự đoán, hoặc là mang tính sự kiện. Cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật á, đều có những cái ưu và nhược điểm riêng. Nhưng mà thật sự là những cái trader mà chuyên nghiệp luôn á, họ sẽ kết hợp hai cái phương pháp này. Hiện tại là Kiều cũng là cũng kết hợp cả hai luôn. Kiều thì nghiêng về kỹ thuật nhiều hơn, có nghĩa là cũng có thể là trade ngắn hạn và dài hạn, nhưng mà Kiều nghiêng về phân tích kỹ thuật hơn là phân tích cơ bản. Có nghĩa là nguyên là trader là tập trung phân tích kỹ thuật nhiều hơn. Đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải xem tin tức cơ bản trong cái tuần này hoặc là trong ngày hôm nay là có những cái tin gì với để ảnh hưởng tới tới cái giá ha. Ví dụ như là Kiều cảm thấy là cái thị trường, ví dụ những cái cặp KJ OJ đi đó, mà nó đã quá mua quá bán rồi tại những cái vùng kháng cự rất là mạnh rồi, và Kiều xem tin là nó có một cái đồng tin Canada nó ra, thì có thể là một là Kiều sẽ né tin, có nghĩa là Kiều chờ tin ra Kiều mới chơi, thì nó sẽ là đỡ rủi ro hơn trước khi mình vào lệnh. Còn mình vào lệnh mà trước tin á, mà tin mạnh nữa thôi, là mà tin ra rồi thì kỹ thuật ngắn hạn là không đúng, là không có đúng đó, gọi là năm ăn năm thua thôi, chưa chắc là lên hay xuống. Cho nên là mình chờ tin ra đi rồi mình sẽ vào lệnh thì nó sẽ đỡ rủi ro hơn. Cho nên là Kiều xem cái đồng mà KJ là nó liên quan tới đồng Canada với lại đồng Yên Nhật đúng không? Thì đồng Yên Nhật là buổi sáng là Kiều xem có tin về đồng Yên Nhật không, rồi tối có đồng tin đồng Canada không đó. Để xem là nó có ảnh hưởng tới cái cặp KJ là Kiều đang sell hoặc là OC thì Kiều đang sell. Ví dụ sáng nay là có những cái thông tin ví dụ về lãi suất của đồng Úc đi, thì nó rất là tin, nó tin tốt hoặc là tin bằng với cái dự báo của chuyên gia nữa, cho nên nó làm cho đồng Úc nó tăng lên. Nhưng mà sau khi tin tới buổi chiều thì nó đã giảm rất là mạnh, và đến hiện tại nó vẫn còn đang giảm ha. Thì đó, cho nên là mình phải cần kết hợp cả hai để nó có nghĩa là mình đỡ rủi ro hơn và mình vào lệnh cũng đẹp hơn nữa. Ok, thì các bạn có thể là mình có thể chọn một trong hai, phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc là kết hợp cả hai luôn. Cho nên là để kết hợp cả hai thì mình cũng phải học hết phân tích kỹ thuật, rồi mình cũng phải biết cách đọc những cái thông tin, tin tức, sự kiện. Thì hôm nay là mình sẽ học cái cách mà để mình đọc những cái tin tức kỹ thuật ha. Thì cái phân tích cơ bản thị trường ngoại hối á, chủ yếu á, Kiều thấy là nó xoay quanh các vấn đề về lãi suất. Thực tế là lãi suất nó sẽ ảnh hưởng khá lớn đến thị trường ngoại hối. Các yếu tố cơ bản khác bao gồm như là tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, sản xuất, hoạt động tăng trưởng kinh tế. Mặc dù vậy thì việc báo cáo dữ liệu kinh tế tốt hay xấu là ít quan trọng hơn so với việc những báo cáo ảnh hưởng đến lãi suất như thế nào. Trong các tin đó, là Kiều thấy là cái tin lãi suất đó, là cái tin mà nó ảnh hưởng rất là mạnh luôn á, so với những cái tin khác. Với lại thứ hai là tin non-farm là vào thứ sáu đầu tháng đó, là tin coi như là biến động rất là mạnh luôn. Rồi thì phân tích cơ bản và các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến biến động thị trường. Thị trường forex đó, thì sẽ bị tác động bởi những yếu tố nào? Mình thường là mình trade forex, nhưng mà mình cũng có những trader còn không có biết được những cái yếu tố nào sẽ ảnh hưởng tới cái thị trường tiền tệ ha. Thì đầu tiên đó là cái tình hình chính trị nè, cái tình hình chính trị sẽ tác động mạnh đến tỷ giá tiền tệ, thì bởi mối quan hệ chặt chẽ giữa kinh tế chính trị, nên chính trị nó có vấn đề bất ổn sẽ tác động đến kinh tế, từ đó ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền.
Ngoài ra thì sự thay đổi về lãnh đạo của một quốc gia cũng sẽ dẫn đến sự chuyển biến về chính sách kinh tế, đặc biệt như là các nước lớn như là Mỹ nè, Anh nè, không chỉ ảnh hưởng đến đồng đô hay là đồng bảng Anh mà tỷ giá tiền tệ toàn cầu cũng bị tác động theo, như là ví dụ như là bầu cử tổng thống Mỹ nè, như là bầu cử năm ngoái là tổng thống Mỹ và tổng thống Donald Trump là coi như là bị chút ngôi và tổng thống Biden là lên ngôi đó, cho nên là nó cũng ảnh hưởng tới thị trường tiền tệ. Rồi lãi suất ảnh hưởng đến giá trị đồng nội tệ, đây là cái yếu tố quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp và rất là mạnh đến giá trị của một đồng tiền. Đấy, cái lãi suất nè, Kiều luôn nhấn mạnh cái lãi suất. Thì khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất cơ bản sẽ hút dòng tiền chảy vào các ngân hàng thương mại, khiến cho cái đồng nội tệ khan hiếm, dẫn đến làm tăng giá trị của nó so với ngoại tệ khác. Ngược lại thì khi ngân hàng trung ương giảm lãi suất cơ bản sẽ khiến dòng tiền chảy ra thị trường. Khi lãi suất giảm thì mọi người sẽ hạn chế với việc gửi tiền vào ngân hàng, cho nên là chi phí vay rẻ hơn nên họ còn có xu hướng vay tiền để đầu tư và chi tiêu, dẫn đến cái lượng tiền trong nền kinh tế nhiều, khiến cho giá trị cái đồng nội tệ giảm. Thì đó, khi mà cái lãi suất mà tăng á, thì sẽ hút dòng tiền. Ví dụ đồng đô la đi, đặc biệt đồng đô la, nếu mà ví dụ tin Fed thì đồng đô la về lãi suất đô á, mà nó tăng á, lãi suất đô mà ông chủ tịch tịch Fed á, ông chỉ cần phát biểu là đồng đô la sẽ được tăng lãi suất trong tương lai hoặc trong hiện tại, đó làm cho cái đồng đô nó giật mạnh lên luôn, coi như nó tăng lên mạnh, rất là mạnh. Rồi tác động của tỷ lệ lạm phát đến giá trị của tiền tệ. Khi xảy ra cái tình trạng lạm phát cao á, tức là cái đồng nội tệ đang bị mất giá so với cái hàng hóa đang tiêu dùng trên thị trường. Nếu tình hình lạm phát nó kéo dài và khó cải thiện thì đồng nội tệ không chỉ ngày càng mất giá nha, so với các hàng hóa trong nước, mà nó còn mất giá mạnh so với các đồng tiền khác. Tuy nhiên khi có lạm phát, có thể là các ngân hàng trung ương sẽ điều chỉnh lãi suất để cân bằng lạm phát. Hành động này của ngân hàng trung ương sẽ tác động trở lại đến giá trị nội tệ khiến nó thay đổi. Okay. Rồi tiếp tục, đó chính là sự thay đổi cán cân thương mại làm thay đổi tỷ giá tiền tệ. Cán cân thương mại đo lường sự thay đổi giữa lượng hàng hóa nhập và xuất ra của một quốc gia. Nếu một quốc gia nhập nhiều hơn xuất, gọi là nhập siêu á, thì sẽ bị tốn nhiều ngoại tệ hơn để trả cho bạn hàng ở nước ngoài. Điều này sẽ dẫn đến ngoại tệ bị khan hiếm hơn, khiến đồng nội tệ bị mất giá. Và ngược lại, nếu mà trường hợp một quốc gia xuất nhiều hơn, gọi là xuất siêu á, thì làm cho cái đồng nội tệ nó sẽ tăng lên. Rồi ảnh hưởng của tốc độ tăng của GDP đến đồng nội tệ, bạn có thể đánh giá được đồng tiền của quốc gia đó có mạnh hay không thông qua tốc độ tăng trưởng của quốc gia đó. Tốc độ tăng trưởng GDP cao cho thấy nước đó có năng suất lao động cao, hàng hóa được sản xuất ra nhiều, xuất khẩu nhiều, ngoại tệ chảy vào nhiều thì cái nội tệ nó sẽ mạnh. Điều này cũng sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào đầu tư, khiến ngoại tệ nhiều làm nội tệ nó sẽ mạnh ha. Rồi tiếp tục, đó chính là tỷ lệ thất nghiệp nó sẽ ảnh hưởng tới cái thị trường forex. Đó, tỷ lệ mà thất nghiệp á, nó sẽ phản ánh về tình hình kinh tế của một quốc gia. Tỷ lệ này mà càng cao á, thì phản ánh nền kinh tế đi xuống, khiến đồng nội tệ mất giá. Thất nghiệp nó càng cao có nghĩa là các doanh nghiệp làm ăn không tốt, hàng hóa xuất khẩu ít, ngoại tệ thu về bị giảm, khiến ngoại tệ khan hiếm và tăng giá so với nội tệ. Thì ngoài ra còn có chỉ số sản xuất nè, chỉ số bán lẻ, chỉ số kinh tế của các nước và các tin tức bất ngờ có tác động mạnh đến thị trường ngoại hối. Đây là những cái yếu tố nè sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường tiền tệ forex ha. Chúng ta lưu ý là những cái tin như thế này nó sẽ ảnh hưởng. Rồi ok, bây giờ là Kiều sẽ hướng dẫn cách sử dụng cái trang web mà forexfactory.com để chúng ta sẽ biết cách mà kết hợp giữa phân tích cơ bản vào cái lệnh trade của chúng ta. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái trang web Kiều có sẵn luôn, đó chính là
trang web Forex Factory. Bây giờ kiểu đăng xuất ha, thì vào trang web này thì chúng ta đầu tiên là chúng ta có thể là chúng ta join, chúng ta là tham gia đăng ký đó. Còn không là chúng ta không đăng ký cũng được, nhưng mà nên chúng ta đăng ký đi, đăng ký nó cũng có nhiều cái lợi thế hơn, nhiều cái hay ho đấy. OK, thì cái trang web này không chỉ có những cái trader mà các sàn giao dịch, các broker thì cũng đã cũng 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 tham gia và cũng bóc lên, cũng quảng cáo trên cái trang web này. Thì các anh chị em có thể thấy đây là cái sàn AC Market nè, sàn AC Market nè, nó gắn cái banner trên này, gắn cái quảng cáo, và cái trang web forexfactory.com là cái trang web mà hầu như các trader đều biết hết, hầu như các trader forex đều phải biết cái trang web này. OK, Kiều sẽ giới thiệu qua cái trang web này. Thì chúng ta là nó gồm có để Kiều chờ chút xíu, Kiều sẽ login lại đó. Kiều sẽ chuyển qua tiếng Việt cho anh chị em có thể là biết. Rồi, tại vì Kiều cũng đã đăng ký cái tài khoản của mình. Thì ví dụ là chúng ta có thể đăng ký nè, Kiều chỉ là đăng ký chúng ta vào join nè. Đây, có cái mục join đây. Join thì dễ lắm, chỉ cần có email, cái password là chúng ta có thể là đăng ký được rồi. Rồi OK, thì trên cái trang web Forex Factory á, thì chúng ta nhìn cái dòng phía trên là nó bao gồm có diễn đàn nè, bao gồm có giao dịch nè, tin tức kinh tế nè, lịch kinh tế nè, thị trường nè, và các sàn môi giới. Thì với lại sau khi mà chúng ta đăng ký xong là chúng ta vào cái chỗ mà cái bên bên trái màn hình nè, tại vì chúng ta phải set up cái khung thời gian nó phù hợp với lại cái thời gian mà của địa phương, thời gian của Việt Nam. Thì thường á là nó mặc định là giờ của New York, có giờ New York là giờ MT trừ trừ 5 hoặc là trừ 4. Thì giờ chúng ta là GMT cộng 7. GMT cộng 7 múi giờ là chúng ta cộng thêm 7 là của Bangkok nha, chúng ta chọn Bangkok. Rồi, chỗ định dạng thời gian thì chúng ta có thể là định dạng sáng chiều hoặc là 24 giờ. Thì ví dụ nếu mà chúng ta sáng chiều thì 9 giờ 25 tối, mà chúng ta chọn 24 giờ thì bây giờ nó sẽ là 21 giờ. OK, là chúng ta đã cài đặt xong là cái múi giờ. Đó. Để chúng ta là xem đúng cái lịch, là biết là mấy giờ, thời gian đúng chính xác là nó diễn ra cái sự kiện tin tức. Rồi OK, là chúng ta vào cái mục đầu tiên là chúng ta vào mục diễn đàn. Thì chúng ta có thể là post lên những cái ý kiến về trade chúng ta, cũng như là chúng ta sẽ xem những cái tin tức hoặc là của những trader khác. Đó, diễn đàn như là có thể là post lên những cái bài viết phân tích thị trường nè, cũng như là chia sẻ cái cách trader, nói chung là rất là nhiều. OK, rồi chúng ta chụp tiếng ngay. Đây là nó thể hiện cái sự thống kê nè. 2.306 thành viên. Đó. Rồi chúng ta vào giao dịch. Chúng ta vào cái mục giao dịch thì nó hiện tất cả các cặp. Like, OK. Rồi các cặp tiền bên này là nó bên này nè, cái bên khung bên tay phải luôn là nó thể hiện cái gọi là cung cầu thị trường, gọi là cái có khối lượng mua và bán, tỷ lệ phần trăm. Ví dụ cặp EU nè, hiện tại thì cái người mua EU là 58% và cái người sell, cái khối lượng sell, volume sell là khoảng 42% thị trường. Thì chúng ta ví dụ như chúng ta muốn sell cặp này thì chúng ta chờ tới cái mức kháng cự, ta sẽ sell. Thường là có thể là chúng ta đi theo đám đông, có nghĩa là hiện tại cái đám đông á
cái lượng cái khối lượng người mua nhiều hơn cái người người sale là khoảng 58% người mua và 24% người sale. Nhưng mà chúng ta có thể đi theo cái đám đông hoặc là đi ngược với đám đông, thì kiểu là đa phần người ta thường là cái gì mà đi ngược thì nó sẽ thắng, cho nên là chúng ta chờ cái vùng kháng cự chúng ta sale chẳng hạn. Đây là cái chỗ mà nó đo lường cái phần trăm khối lượng mua và bán đó, bên màu xanh là mua còn bên này là sale, bên này là bán ha. Rồi ok, chúng ta sẽ xem qua cái mục tin tức đây đó, mục tin tức là chúng ta chuyển qua cái phần tiếng Việt. Rồi đó, tin tức đây đó, nó hiện lên nè, tin tức từng phút luôn, từng giờ luôn. Đó, chúng ta có thể là chọn nè, chọn tin mới nhất hoặc là nóng nhất nè, hoặc là nhiều view người xem nhất. Rồi chúng ta có thể trong giai đoạn là 15 ngày đó, hoặc là chúng ta thích cái mục tin nào thì chúng ta chọn, hoặc là phân tích quỹ nè, hoặc là những cái tin mới nè, tin về kỹ thuật, tin về giải trí, hoặc là tin về forex, rồi những cái tin về giáo dục đó, chúng ta có thể lọc lại. Đây là những câu chuyện nóng nhất ha, những tin về PMI nè, 60%. Đây tuyên bố của thống đốc Philip Lowe quyết định chính sách tiền tệ. Đấy. Và chúng ta có thể lặp lại ha. Đây là cái tin tức là nó hiện những cái tin mà chúng ta có thể lọc luôn, ví dụ là chúng ta chọn những cái tin mạnh thôi. Ok rồi, chúng ta quan trọng là cái mục mà chúng ta hay hay xem nhiều nhất đó chính là lịch lịch tin kinh tế. Đây, cái chỗ calendar, calendar là cái mục là chúng ta sẽ quan trọng chúng ta vào. Thì bên đây là nó thể hiện là tháng 7 năm 2017, nó trong vòng một tháng. Đó. Thì hôm nay là ngày thứ thứ ba, ngày 6 mà. Đó. Và thường tin là nó diễn ra là trong tuần thôi. Thường là chúng ta thấy là chúng ta xem là trong một tuần, là từ thứ hai cho tới thứ thứ sáu thôi. Đó. Rồi thì những cái tin mà nó màu đỏ gọi là tin 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 mạnh, còn tin màu cam là tin vừa vừa, còn tin màu vàng á, tin màu vàng có là tin nó yếu đó, còn những cái tin này nó không ảnh hưởng gì mấy đó. Ví dụ đây là cái ban đầu mà chúng ta vào nè đó, thì nó hiện rất là nhiều tin, màu vàng là tin yếu nè, màu cam là tin vừa vừa, còn màu đỏ nè là tin mạnh đó. Nhưng mà Kiều thì Kiều là thường thường những cái tin vừa tin mạnh nó thường nó mới tác động tới cái thị trường tiền tệ nhiều, còn mà những tin vàng hoặc là cái tin màu xám này nó tác động không bao nhiêu, nó không có ảnh hưởng mấy. Cho nên là chúng ta có thể là chúng ta vào cái chỗ cái bộ lọc á bên tay phải nè, chúng ta tắt tắt hai cái mục màu xám với màu vàng đi, và cái đồng Trung Quốc nữa CNY, đây là nó thể hiện chính đồng đồng Úc, Canada, đồng Thụy Sĩ, Sina, đồng Trung Quốc, đồng Euro, đồng bảng Anh, đồng Yên Nhật, đồng New Zealand và đồng đô la Mỹ, thì chúng ta bỏ cái đồng 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 Trung Quốc ra đi. Tại chúng ta cũng không có chơi đồng Trung Quốc. Rồi. Chúng ta áp dụng bộ lọc thì nó sẽ chỉ còn lại là tin màu cam với lại tin màu đỏ thôi. Nó không còn cái tin màu vàng với lại tin màu xám nữa. Rồi ok thì các bạn thấy mà các bạn lướt lướt bên tay trái xuống đây nè, thì các bạn thấy là đây là tỷ giá ngân hàng trung ương của các đồng tiền tệ luôn, mà nó màu xanh á thì cái lãi suất là cái đồng tiền đó là được lãi suất dương đấy, còn mà màu đỏ là lãi suất đang âm, đồng đô la Mỹ là đang dương 0,25 luôn, thì giữ ba đồng này là được lãi suất nữa. Thì bên này là chúng ta có thể xem được lãi suất của đồng tiền tệ ha. Rồi ok là chúng ta tới cái mục thị trường.
Thì một thị trường thì nó hiện ra được những cái cặp tiền chính, những cái cặp tiền đặc biệt là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đó là 7 cặp chính ha. 7 cặp chính mà đa phần đều liên quan tới đồng USD hết. Tỷ giá cũng như là sự thay đổi phần trăm, sự thay đổi bps, sự thay đổi phần trăm. Chúng ta có thể là chọn 24 giờ hoặc là nó có nghĩa là trong vòng 24 giờ thì cái cặp này nó giảm nè, cặp này nó giảm 0,27%, 0,23%, cặp OCF thì tăng 0,20% ha. Và cái này là bps, có nghĩa là spread à, có nghĩa là nó giảm là bao nhiêu bps trong vòng 6 giờ. Chúng ta có thể chọn luôn, ví dụ trong vòng 24 giờ qua là giảm bao nhiêu bps ha. Rồi ở đây là các khung cặp cặp EU hoặc là các cặp mà chúng ta có thể chọn, và nó thể hiện được cái chart biểu đồ luôn. Và chúng thấy thấy không? Thể hiện cái giá hiện tại luôn là 1.1825 nè. Đó. Rồi bên này là các chỉ số. Rồi, còn cái phiên này chúng ta lướt xuống là chúng ta xem là hiện tại là chúng ta đang trade nằm ở phiên nào. Và bây giờ là đang là chúng ta vừa phiên London với lại phiên New York luôn. Đó, 7 giờ tối là cái phiên New York nó mở cửa, phiên Mỹ nó mở cửa, và cái phiên London thì nó vẫn còn đang chạy. Khoảng 11 giờ tối thì cái phiên phiên Âu nó sẽ đóng cửa. Còn là phiên Mỹ là khoảng 4 giờ sáng nó đóng cửa ha. Là chúng ta là 9 giờ thì nó đang là nằm trong cái phiên Mỹ và phiên Âu luôn. Là xuống này là chúng ta có thể biết là chúng ta hiện tại là chúng ta ta là đang trade nằm trong cái phiên nào. Ok, qua chúng ta qua cái mục người môi giới rocker. Rồi đây là những cái rocker mà cũng rất là nổi tiếng và là phổ biến, và đã có nghĩa là kết hợp hợp tác với lại Forex Factory. Thì thử chúng ta lướt xem là chúng ta thấy có cái sàn nào không? Sàn sàn mà Kiều đang chơi đó là sàn FP Market ha. Chúng ta thử coi là chúng ta có sàn, thì sàn Vantage FX cũng là một cái sàn nổi tiếng nè, Go Market nè, rồi Hot Forex nè. Sàn Hot Forex rất là lâu đời và cũng rất là nổi tiếng, sàn của Mỹ ha. Ở sàn Hot Forex là bên cho Mỹ, sàn Amiral, rồi FSCM nè, Pepper Store là sàn của Úc nè, sàn này cũng sàn của Úc mà, sàn Live Forex sàn của Anh đấy, rồi AC Market, rồi Titmill là sàn của Úc luôn nè, FXRO. Ok, chúng ta đã thấy rồi, sàn FB Market nè, FB Market nó cũng hiện lên cái web Factory. Rồi FXRO cũng là cái sàn rất là nổi tiếng luôn của Anh Quốc mà. Đấy, thì nó có hiện lên những cái sàn này thôi. Đây là những cái sàn phổ biến của sàn FBS nè. À, thì chúng ta đã thấy được cái sàn FB Market trên cái trang web Forex. Thì trụ sở chính nó có cái một trụ trụ sở chính nè. À, là chúng ta biết là sàn chúng ta đã đặt tại nước nào hoặc là thành phố thủ đô nào. Ví dụ như sàn FB Market thì đặt tại Úc nè. Đó. Và cái năm thành lập cái sàn đó là năm 2005. À, chúng ta thấy luôn. Đó. 2005 tới bây giờ đã là 16 năm, 15 năm. Rồi FB Market là 2009 nè. Sàn rất là lâu. Rồi sàn Global Forex nè, từ 2012. Titmill. Titmill thì cũng được 7 năm. 7 năm, sàn Titmill là được 7 năm. Còn sàn Live Forex 2008 tới giờ là khoảng 13 năm. Đấy. Sàn Amiral là sàn rất là lâu đời. Rồi chúng ta sẽ thấy là các giấy phép của các cơ quan quản lý nè, để chúng ta biết được
sàn đó có những giấy phép gì nè. Thường á, là những cái giấy phép mà thường trader mà rất là biết, những cái giấy phép nổi tiếng như là ASIC, CSET, thì sàn FB Market chúng ta coi là đó là ASIC và CSET đó. Rồi còn nền tảng chúng ta xem đây là những cái những sàn mà nó càng có nhiều nền tảng đó là nó chịu đầu tư, mình thấy đó là chịu đầu tư rồi và sàn rất là chuyên nghiệp đấy. Năm nền tảng thì cái sàn FP Market là nó có 6 nền tảng, có 6 nền tảng à, có 5 nền tảng chứ. Sàn FXRO là có 7 nền tảng, ví dụ là MT4 nè, MT5 nè, Web Trader nè, rồi IRED nè. Rồi cái này là đòn bẩy à, max livery có nghĩa cái đòn bẩy cao nhất của sàn đó. Ví dụ Go Market là 500. Đó, 500 500 500. Hot Forex cũng 500, Amiro thì 1.000. Còn ActiTrade là cao nhất là 200 thôi. FSCM là cao nhất là 400. Live Forex là 30. Live Forex thấp vậy. Không, ở châu Âu thì mới 30 thôi chứ về Việt Nam là tới 1.000 là. Live Forex về Việt Nam là phải 1.000 chứ không thể nào 30 được. Cái này cũng là cộng hòa ship, Robo Forex cũng cộng hòa ship. Rồi FB Market là tối đa 500 nè. Cái đòn bẩy càng cao á, thì dĩ nhiên là mình sẽ vào được cái khối lượng nhiều hơn. Tại vì mình sẽ ký quỹ được, ký quỹ mình sẽ ít hơn mà, cho nên là mình sẽ là vào cái khối lượng nhiều hơn. Mà vào khối lượng nhiều hơn thì cái rủi ro nhiều hơn. Cho nên là sàn mà nên tối đa là 500 thôi. Chứ sàn mà 1.000 hoặc 2.000 trở lên, ví dụ Xnet rồi đó, thì những trader mà chơi mà khối lượng lớn thì lời nhiều nhưng mà lỗ thì cũng là nhiều, là dễ cháy tài khoản lắm. Giao dịch tối thiểu nè, giao dịch tối thiểu thì FP Market rồi giao dịch tối thiểu một lô siêu nhỏ 1.000, có nghĩa là không, đa phần á là đều là 0.01 lot hết, 0.01 lot là tất cả các sàn đa phần là đều 0.01 lot hết, là cái lot tối thiểu. Rồi cái độ chênh lệch spread, rồi tiền gửi tối thiểu nào, ví dụ như là 200 đô la Úc nè, 50 đô Mỹ nè, thì FB Market á, cái nạp tối thiểu của nó là 100 đô la Úc, 100 đô la Úc đó. Ok, thì chúng ta sẽ thấy được những cái giới thiệu người môi giới đây, chúng ta xem luôn. Trang web này có sẵn luôn ha, có cái đường link của sàn. Ok, rồi chúng ta quay lại cái mục tin tức đi ha. Chúng ta sẽ xem tin tức như thế nào, chúng ta sẽ xem lịch tin tức như thế nào. Ok, thì chúng ta vào là chúng ta bấm vào calendar, rồi chúng ta xem là từ thứ hai tới ngày thứ sáu nó gồm những cái tin gì, chúng ta lọc lại là tin màu đỏ và màu cam thôi nha. Rồi thường là tin tức thì nó sẽ có ba cái cột, cái driver đó có nghĩa là tin trước rồi, tin kỳ trước rồi, có nghĩa là kỳ trước cái doanh số bán lẻ của đồng đô đô la Úc á, thì 0.1%, và dự báo á, có nghĩa là những cái chuyên gia dự báo á, là 0.1%, có nghĩa là bằng với là cái tỷ 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 lệ kỳ trước, nhưng mà cái thực tế á, nó lại tốt hơn là 0.4%, có nghĩa là nó hiện màu xanh, nó hiện màu xanh có nghĩa là cái đồng đô la Úc á, là tin tốt, nó làm cho cái đồng la Úc nó mạnh lên, nó tăng lên. Ví dụ như là mình sẽ là mình thấy những cái cặp Aussie nè, rồi cặp là A, cặp AU AU tăng, cặp Aussie tăng, rồi cặp AU CAD tăng đó. Thì ví dụ như là mình xem cái tin này là mình sẽ mua cái đồng Úc, hoặc nếu mà chúng ta muốn sell á, những cặp đó là chúng ta chưa sell tại chúng ta thấy nó là tin tốt rồi đó, và chúng ta chờ tới những cái vùng kháng cự có dấu hiệu sell thì chúng ta sell. Thường là tin ra xong thì khoảng 1 2 ngày nó sẽ giảm đó, hoặc là trong ngày nó giảm luôn, thì đa phần là nếu mà chúng ta chơi mà chúng ta bớt rủi ro là chúng ta né tin đi,
Ví dụ chúng ta muốn sell cặp AU, AUG mà chúng ta thấy là có một cái tin tức mà thứ ba, thứ hai mà những cái tin mà này nó ảnh hưởng. Đó. Thì cái màu đỏ là tin xấu mà. Còn màu xanh là tin tốt. Màu đỏ là tin xấu, màu 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 xanh là tin tốt ha. Thì thực tế nè, thực tế là có nghĩa là cái mà nó sẽ là tới cái giờ đó, ví dụ 9 giờ tối đi, thì chúng ta nó sẽ báo chỉ số là tốt hay xấu. Thì màu xanh có nghĩa là tốt cho cái đồng đó, ví dụ đồng đô la Mỹ tốt á, thì những cái cặp nên là tin xấu đi. Thì ví dụ là những cái cặp như là UJ, UCSF, U cạc gì đó nó sẽ giảm đó. Rồi chúng ta biết muốn biết được cái tin tức cụ thể nó là tin như thế nào, chúng ta bấm vào cái chỗ chi tiết đó, chúng ta bấm nhấp vào thì chúng ta thấy là cái nguồn nè, đây là cái nguồn thông tin cục thống kê Úc nè, rồi các biện pháp là thay đổi tổng giá trị bán hàng ở cấp độ bán lẻ nè. Hiệu ứng thông thường là thực tế nó sẽ lớn hơn dự báo, đó là tin tốt cho cái đồng tiền đó. Tần suất là được phát hành hàng tháng khoảng là 35 ngày tháng kết thúc. Rồi phát hành tiếp theo là ngày 5 tháng 8 nè, nó có cái ngày mà sẽ tiếp theo đó, ngày 5 tháng 8. Rồi đấy. Đây là những cái lịch sử về cái tin về doanh số bán lẻ nè. Đó, lịch sử là chúng ta thấy được luôn. Đó. Cho nên chúng ta cứ nhắc vào, chúng ta muốn xem được cụ thể cái tin đó như thế nào, từ nguồn nào. Đó, chúng ta bấm vào. Ví dụ tối nay là dịch vụ ISM B9, chúng ta bấm vào. Đó. Ok, là chúng ta thấy là gồm những cái tin gì ha. Rồi, đặc biệt là chúng ta những cái tin mà tỷ lệ thất nghiệp nè, rồi thay đổi việc làm nè, các cuộc họp của OPEC nè. Rồi ông Paul Bay ông phát biểu BOE, đó là cái quỹ tiền tệ của Anh Quốc. Rồi cái tin mạnh đó là chủ tịch ECB Lagarde phát biểu, đó là những cái tin nó ảnh hưởng tới các đồng tiền. Rồi sáng nay thì sẽ có một cái tin rất là mạnh về đô la Mỹ, đó là 1 giờ sáng, đó là tin FOMC, là biên bản cuộc họp của FOMC. FOMC là thường có những cái cuộc họp nó diễn ra thường là sáng thứ năm, là sáng sáng ngày thứ năm á. Có nghĩa là chúng ta có thể là xem kỳ trước là dự kỳ trước như thế nào, rồi dự báo như sao, rồi tại mấy giờ. Nếu mà chúng ta kỹ là chúng ta né tin đi, né tin ra, tại vì tin ra rồi thì kỹ thuật nào nó cũng không có đúng hết, nó cũng là kiểu 50-50 á. Chúng ta chờ tin ra theo hướng nào thì chúng ta đi theo cái hướng đó, hoặc là chúng ta xem là nó đã tới cái vùng hỗ trợ kháng cự chưa. Nếu mà thực sự là tin xấu đi, mà nó chưa tới cái vùng hỗ trợ thì chúng ta chưa mua gì đó. Nói chung là cũng phải áp dụng kết kết hợp giữa tin tức và kỹ thuật thì nó cho chúng ta sẽ được cái tỷ lệ thắng thua đẹp hơn, tỷ lệ vào lệnh mình ăn sẽ nhiều hơn và nó đỡ rủi ro hơn. Còn mà chúng ta vào vào lệnh mà trước tin đó, thì kiểu như nó cũng rất là rủi ro, có thể là chúng ta ăn nhiều nhưng mà rủi ro cũng rất là cao, thay vì là chúng ta chờ tin ra là chúng ta đi theo nó thì nó sẽ hay hơn. Rồi những cái sự kiện quan trọng là cần nhớ nhất khi là xem lịch kinh tế Forex Factory, đó là lịch họp định kỳ của Ủy ban Thị trường Liên bang, đó là tin tức của firm và cái cơ quan hoạt động chính sách tiền tệ trực thuộc Fed đó, thường là những cái tin mà của Fed là rất là ảnh hưởng luôn, chính sách tiền tệ, đặc biệt là ông nói về lãi suất nè, rồi lạm phát nè, rồi tung gói cứu trợ thị trường Covid của chẳng hạn. Rồi bảng lương phi nông nghiệp, chỉ số non farm thì nó thường diễn ra tại 7 rưỡi nè,
từ 7 rưỡi cái giờ Việt Nam vào thứ sáu đầu tiên của tháng. Ví dụ tuần trước á, cái tuần trước thứ sáu tuần trước á, diễn ra cái tin non-farm á, nó cộng với cái tỷ lệ thất nghiệp nữa, tỷ lệ thất nghiệp nó hai cái làm cho đồng đô la Mỹ, mới đầu là trước tin là đồng đô la Mỹ rất là mạnh nha, mà sau khi mà ra tin cái là nó quay đầu lại, là đồng đô la Mỹ nó rớt tới bây giờ. Rồi tỷ lệ thất nghiệp là unemployment ra cùng thời điểm với tin non-farm. Tổng sản phẩm quốc nội GDP công bố theo tháng quý hoặc là năm. Rồi thông báo chính sách tiền tệ hoặc các bài phát biểu về chính sách tiền tệ. Đặc biệt lưu ý là các bài phát biểu của chủ tịch Fed hoặc là chủ tịch của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới khác. Thông báo quyết định tỷ giá từ ngân hàng trung ương. Rồi sản phẩm quốc nội GDP. Thì ok, đó là những cái tin tức mà chúng ta sẽ xem. Quan trọng là chúng ta cần cần xem ha. Thì những cái tin này thường là ảnh hưởng mạnh đến cái thị trường tiền tệ vàng. Thì chúng ta dù chúng ta là phân gọi là chúng ta trường phái phân tích kỹ thuật, thì chúng ta cũng nên là xem tin tức kinh tế để chúng ta là vào lệnh tốt hơn. Ok, là Kiều đã chỉ hướng dẫn là các anh chị em cách sử dụng trang web Forex Factory và cách thực hành phân tích số liệu kinh tế. Thì hiện tại thì kiểu gì chúng ta là xem tin tức vào đầu tuần, ví dụ là vào thứ hai đi, vào thứ hai là chúng ta sẽ mở ra xem. Rồi tại thứ hai là thị trường nó chưa có rõ ràng lắm, cho nên là chúng ta sẽ xem, thường là chúng ta sẽ mở cái trang web này, chúng ta xem ở trong tuần này nó có những cái tin gì, chúng ta note lại. Rồi sau đó là tới cái phiên Mỹ chúng ta xem lại, là có chúng ta cái tới cái phiên Mỹ chúng ta cũng xem, hoặc là gần cuối tuần chúng ta cũng xem lại ha. Thì có thể là đặc biệt là đầu tuần là phải xem rồi. Ok, thì cái trang web Forex Factory thì chúng ta có thể là chúng ta add vào cái tài khoản của mình để xem là nhật ký giao dịch tuần qua chúng ta trade như thế nào. Chúng ta thêm vào cái tài khoản giao dịch của mình. Nè, ví dụ là chúng ta tạo cái tài khoản của chúng ta vào đây. Tạo trade đó, chúng ta là bấm tên của chúng ta, rồi broker chúng ta đang trade sàn nào. Ví dụ là sàn FB Market. Ví dụ chúng ta chọn là sàn FB Market. Rồi, chúng ta vào đây chúng chọn chọn FB Market. Đây. FB Market. Rồi số tài khoản ha, chúng ta bấm vào số tài khoản, rồi cái password, rồi đó là chúng ta tạo ra, đó là chúng ta sẽ xem nhật ký giao dịch, thay vì là thường là chúng ta sẽ tạo ra cái bảng Excel để chúng ta ghi là ngày đó là chúng ta sell cặp nào, rồi được bao nhiêu bid, rồi bao nhiêu cặp, rồi điểm SLTB ở đâu đấy. Thì cuối tuần là chúng ta review, thường chúng ta sẽ review lại những cái lệnh tuần vừa rồi mình vào những cái lệnh gì, thì thay vào chúng ta dùng file Excel, chúng ta có thể là chúng ta add tài khoản chúng ta vào đây để là chúng nó đã xem được cái bản nhật ký giao dịch của mình. Thì cái nhật ký giao dịch của mình thì các anh chị em đều biết rồi, thì rất là quan trọng luôn đó, là chúng ta xem lại những cái sai lầm của mình, hoặc là những cái gì mình đã mạnh rồi thì mình phát huy, những cái gì mình chưa mạnh thì mình phải cải thiện. Thật sự là trader thì cũng phải có điểm mạnh điểm yếu đó, như Kiều đã nói rồi, trader nào cũng gì cũng họ đều có một cái điểm mạnh và điểm yếu hết, và chúng ta xem lại là chúng ta sẽ cải thiện được cái kết quả của chúng ta đó. Ok, thì Kiều đã giới thiệu những cái giao diện về Forex Theory và sử dụng của nó. Thì anh chị em có thể thực hành ha. Có gì mà không hiểu thì có thể là inbox Kiều để Kiều sẽ
sẽ chia sẻ lại. Và rồi hôm nay anh chị em nếu mà xem hết cái video này thì có thể là inbox thì sẽ gửi cái file quản lý vốn như đã hứa rồi. Cái file này coi như là độc quyền luôn anh chị, kiếm trên thị trường chắc chắn không có đâu. Rồi ok, cảm ơn chị đã xem hết cái video này. Thì hàng tuần vào tối thứ ba 21 giờ thì sẽ có những cái buổi đào tạo kiến thức cũng như là chia sẻ những cái kiến thức kinh nghiệm về ví dụ như là về kỹ thuật nè, dành cho những người mới cũng như là những cái trader lâu năm. Rồi thì hôm nay là dành cho gọi là dành cho những người mới cơ bản. Thì sẽ là tuần sau 21 giờ tối thứ ba thì sẽ có buổi chia sẻ về cái phương pháp, một cái phương pháp rất là hay. Phương pháp sẽ liên quan tới là phương pháp những cái đường trung bình cho mình cái xu hướng và cái điểm vào lệnh. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp các bạn các tuần tới nha.